Will Group chuyên cung cấp dịch vụ thiết kế logo, bộ nhận diện thương hiệu để mang bản sắc văn hóa của quý doanh nghiệp đến đối tác và người tiêu dùng. Thiết kế và sản xuất POSM để giúp doanh nghiệp tiếp cận đến người tiêu dùng tại điểm bán. Thiết kế website, digital marketing để mang sản phẩm dịch vụ của quý công ty đến người tiêu dùng nhanh hơn. Chúng tôi tin rằng những giá trị được cung cấp từ Will Group sẽ góp phần không nhỏ tạo nên thành công cho doanh nghiệp. Truy cập ngay website willgroup.vn hoặc liên hệ hotline 0901230399 để được tư vấn giải pháp tốt nhất. Nổi tiếng là người có thù với các cuộc họp và tiệc tùng xa hoa, tỷ phú Mark Cuban chia sẻ đây mới thực sự là điều ông làm để đẩy mạnh năng suất làm việc. Nhà đầu tư chính trong chương trình Shark Tank, chủ sở hữu của Dallas Mavericks, Mark Cuban từ xưa đến nay luôn chú trọng vào hiệu quả và năng suất làm việc. Đó là một phần lý do tại sao bạn sẽ hiếm khi tìm thấy ông ở trong phòng họp hay các bữa tiệc. Tôi ghét các cuộc họp, Cuban nói trong một tập phim năm 2019 của GQ. Cuban nói rằng không ai thích các cuộc họp ngoại trừ những người ham ăn, thích tán gẫu về tiền bạc, bạn bè hay những đứa con của họ. Đối với tôi, đó chính là nguyên nhân hàng đầu trong việc giết chết năng suất. Một nửa thời gian bị lãng phí trong các cuộc họp khi nói về những chủ đề vô nghĩa sẽ chẳng giúp ích được gì cho công việc. Thay vì tham gia vào các cuộc họp, Cuban thích thực hiện hầu hết các hoạt động kinh doanh của mình qua email để tiết kiệm thời gian. Thêm vào đó, email còn có khả năng lưu trữ dữ liệu rất tốt. Ông nói thêm rằng, tôi muốn làm mọi thứ qua email vì đó cho phép tôi quay lại và tìm kiếm những thông tin trước đó khi cần. Tôi có thể quay lại và dễ dàng tìm kiếm những thông tin đã có từ 5 năm, 10 năm hay thậm chí là 20 năm trước. Từ trước tới nay, tỷ phú tự thân này luôn giữ vững lập trường của mình đối với tất cả các cuộc họp. Khi được hỏi về bí mật hay cuộc sống của ông, trong một cuộc hỏi đáp toàn cầu dành riêng cho những người thành công vào năm 2016, Cuban đã nói rằng, sẽ không có bất kỳ cuộc họp hay cuộc gọi điện thoại nào có thể quấy rầy trong lúc tôi đang làm việc. Tất cả mọi thứ sẽ được gửi qua email. Chúng tôi tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Mark Cuban không phải là tỷ phú duy nhất ghét các cuộc họp. Giám đốc điều hành của Tesla và SpaceX Elon Musk cũng không hề ưa thích điều này. Ông đã nói trong một bài phát biểu rằng các cuộc họp chỉ diễn ra khi con người không muốn làm việc. Lịch họp dày đặc chính là một sự tàn phá đối với các công ty lớn và hầu như chúng sẽ trở nên tồi tệ hơn theo thời gian. Hãy tránh xa các cuộc họp lớn trừ khi bạn biết chắc rằng họ đang cung cấp những thông tin hữu ích đối với công việc của mình, nhưng cũng đồng thời đảm bảo rằng mọi thông tin bạn nghe được đều phải ngắn gọn và súc tích. Elon Musk nói rằng, thêm vào đó, đừng ngại khi bạn không thể đóng góp được gì trong các cuộc họp. Hãy ra khỏi phòng họp hoặc từ chối cuộc gọi làm ăn ngay khi bạn nhận thấy mình không mang lại được giá trị gì cho họ. Đó không phải là hành động thua lỗ, điều này chỉ giúp tránh việc mất thời gian của cả hai bên mà không đem lại kết quả gì. Các nhà nghiên cứu từ trường kinh doanh Harvard và Đại học Boston đã khảo sát 182 nhà quản lý cấp cao trong các ngành công nghiệp và thấy rằng phần lớn cho tới 71% cho rằng các cuộc họp là không hiệu quả và 65% cho biết chúng chính là nguyên nhân cản trở họ hoàn thành công việc của mình đúng thời hạn. Nhưng điều đó không có nghĩa là bạn cần phải loại bỏ hoàn toàn các cuộc họp khỏi lịch trình của mình. Nhóm nghiên cứu này lưu ý rằng hãy nghĩ xem cuộc họp nào là quan trọng và có lợi nhất cho bạn và giảm bớt những lịch trình không cần thiết để tránh gây lãng phí thời gian. Hãy bắt đầu với việc khảo sát nhóm của bạn trong công ty để tìm ra chính xác các thông tin cần thiết và những gì cần lược bỏ trong mỗi lần họp. Sau đó cả nhóm sẽ tổng hợp lại để đi đến sự thống nhất. Kết quả là mỗi người sẽ đều cảm thấy hài lòng và tích cực tham gia, đóng góp trong cuộc họp đó. Chúng tôi còn nhận thấy rằng việc tạo ra cho mỗi cá nhân không gian riêng để làm việc độc lập sau mỗi buổi họp thường đem lại hiệu quả công việc đáng kinh ngạc. Ví dụ như thế này, bạn có thể chỉ định một khoảng thời gian nhất định mỗi tuần để mọi người tập trung vào công việc riêng của mình, cho dù ở văn phòng hay ở nhà. Đừng khiến cuộc họp trở thành một cái bẫy, hãy biến nó thành đường dẫn cho sự thay đổi. Hải Anh theo Trí Thức Trẻ, CNBC, CafeF.vn, Đầu Đáo TV tổng hợp và đưa tin. Quảng cáo hiệu quả, giá rẻ bất ngờ. Liên hệ ngay Đinh Nghĩa Studio a@gmail.com, số điện thoại 0964002593.